Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Cẩm Yến xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt của chúng tôi về tình hình của giáo hội trên toàn thế giới trước đại dịch coronavirus. Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân lên tiếng chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới. Kính thưa quý vị và anh chị em, vừa có thêm một vị Hồng Y nữa lên tiếng quy trách nhiệm cho Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO, về đại dịch coronavirus kinh hoàng đã gây tử vong cho ít nhất 64.000 người và làm hơn 1 triệu người nhiễm bệnh. Lần này là Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân. Sự phụ thuộc của Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO, vào Trung Quốc cũng là một trong những yếu tố dẫn đến đại dịch coronavirus kinh hoàng hiện nay. Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hương Cảng, đã nhận định như trên trong một bài đăng trên tờ Catholic Herald. Đó là tin chính chúng tôi sẽ trình bày trong chương trình này. Tuy nhiên, trước hết, xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi các tin quan trọng liên quan đến tình hình giáo hội và thế giới trước đại họa coronavirus. Tính đến sáng Chủ nhật lễ lá 5 tháng 4, tử vong toàn thế giới đã lên đến 64.710 người, trong số 1.201.767 trường hợp nhiễm coronavirus. Như thế, trong 24 giờ trước đó, đã có 5.801 người chết và thêm 84.801 người nhiễm coronavirus. Tử vong tại Hoa Kỳ đã lên đến 8.452 người, trong số 311.357 trường hợp nhiễm bệnh. Loại coronavirus mới độc địa này gây ảnh hưởng đến nạn nhân và gia đình của họ. Nó cũng đóng cửa các nhà thờ, làm tổn thương sâu sắc các tín hữu và giáo sĩ công giáo. Nhưng Tuần Thánh là thời gian để cùng nhau tìm kiếm lòng thương xót và tình yêu của Chúa trong Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Đức Tổng Giám mục Charles Gomez, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói trong tuyên bố hôm thứ Sáu 3 tháng 4, trong trái tim của Chúa Giê-xu bị đâm thâu qua khi Ngài treo trên thập giá vào thứ Sáu Tuần Thánh. Chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại và tình yêu của Ngài dành cho mỗi người chúng ta. Tuần Thánh quá khác biệt so với những Tuần Thánh chúng ta đã trải qua trong đời. Các nhà thờ có thể bị đóng cửa, nhưng Chúa Kitô không bị cách ly và tin mừng của Ngài không bị xiềng xích. Thánh Tâm Chúa chúng ta vẫn mở rộng cho mọi người nam nữ, mặc dù chúng ta không thể thờ phượng cùng nhau. Nhưng mỗi người chúng ta có thể tìm kiếm Chúa trong nhà tạm là trái tim mình. Chúa yêu mến chúng ta, và vì tình yêu của Ngài không bao giờ thay đổi, chúng ta không nên sợ, ngay cả trong thời gian thử thách truân chuyên này. Trong tuần này, khi kính nhớ những mầu nhiệm, chúng ta hãy đổi mới niềm tin vào tình yêu Chúa. Số người nhiễm bệnh tại Tây Ban Nha đã vượt quá các trường hợp tại Ý và lên đến 126.168 người. Tử vong tại Tây Ban Nha đến nay là 11.947 người. Như vậy là có sự sụt giảm so với con số tử vong 837 người trong 24 giờ trước đó, lần lượt là 961 và 850. Trước tình hình này, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã tuyên bố gia hạn các biện pháp cách ly thêm 15 ngày nữa cho đến ngày 26 tháng 4 vì tốc độ lây nhiễm kinh hoàng hiện nay. Tây Ban Nha đã áp dụng lệnh cách ly toàn quốc trong 3 tuần qua. Lãnh đạo đối lập Pablo Casado đã tweet rằng ông không tin Thủ tướng có thể giải quyết được tình hình trước ngày 26 tháng 4. Tại Ý, tử vong đã lên đến 15.362 người, trong số 124.632 trường hợp nhiễm coronavirus, tức là đã có 681 người chết trong 24 giờ qua. Số trường hợp tử vong trong 24 giờ qua tại quốc gia này là thấp nhất trong một tuần qua. Số trường hợp nhiễm bệnh mới được xác nhận là 4.805 người. Như vậy, nhìn chung số người chết và nhiễm bệnh tại Ý
đang có khuynh hướng đáng mừng là đang sút giảm dần. Trong ngày lễ lá, các giám mục cùng với các hội đồng thành phố đã có sáng kiến tổ chức cầu nguyện tại các quảng trường thành phố và các tòa thị chính như quý vị và anh chị em đang xem thấy đây. Vị giám mục tại tâm chấn của vụ dịch coronavirus ở Ý nói rằng các nhà thờ đang phục vụ như những nhà quản tạm thời vì có quá nhiều xác chết mà chính quyền không biết phải đặt ở đâu. Trong một cuộc phỏng vấn với ACI Stampa, Đức cha Francesco Becci của giáo phận Bergamo nói rằng việc sử dụng các nhà thờ là một hành động từ ái đối với những người chết cô đơn. Nếu giáo hội không làm như thế, thi thể họ có thể phải chất đống rất thương tâm. Ngài cho biết nhiều thi thể của người không công giáo cũng được phép đưa vào nhà thờ. Sự hiện diện của các thi thể trong nhà thờ là một món quà thể hiện sự tôn trọng và quan tâm, Đức cha nói. Đức cha còn nói thêm rằng, các trường hợp tử vong thực ra nhiều hơn con số chính thức được Cục Bảo vệ Dân sự Ý báo cáo, vì có nhiều người chết tại nhà và không được ghi vào trong số tử vong chính thức do coronavirus. Tại Đức, tử vong đã lên đến 1.444 người trong số 96.092 trường hợp nhiễm bệnh. Trong 24 giờ qua, thiệt hại nhân mạng tại Đức là 169 người. Tử vong tại Pháp đã lên đến 7.560 người trong số 89.953 trường hợp nhiễm coronavirus. Trong 24 giờ qua, thiệt hại nhân mạng tại Pháp là 1.053 người. Tử vong hàng ngày tại Pháp đã có sự gia tăng đột biến. Trong 5 ngày qua, các con số ấy là 418, 499, 509, 1.355 và 1.053 người. Giải thích về sự gia tăng này, Bộ Y tế Pháp nói do trước đó con số tử vong ở các viện dưỡng lão chưa được đưa vào các báo cáo. Tử vong tại Anh đã lên đến 4.313 người trong số 41.903 trường hợp nhiễm coronavirus. Trong một diễn từ hiếm khi xảy ra gửi cho Anh Quốc và các quốc gia trong Liên Hiệp Anh, Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị đã lên tiếng ca ngợi phản ứng của các cấp chính quyền và đặc biệt là các nhân viên y tế trước đại dịch coronavirus kinh hoàng này. Trong diễn từ hôm Chủ nhật 5 tháng 4, Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị thúc giục mọi người đoàn kết để vượt qua thách thức do sự bùng phát coronavirus gây ra. Nữ hoàng 93 tuổi nói, bà có niềm tin rằng Thiên Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện của chúng ta trong nghịch cảnh này. Không kể các thông điệp Giáng sinh thường niên, thì đây là lần thứ tư trong triều đại 68 năm của mình. Nữ hoàng đã đưa ra một diễn văn được truyền hình trực tiếp. Từ cung điện Buckingham, nữ hoàng đã đích thân cảm ơn các nhân viên y tế trên tuyến đầu. Nữ hoàng nói, tôi đang nói chuyện với các bạn vào những thời điểm mà tôi biết là một thời gian ngày càng đầy những thách thức, một thời gian của sự gián đoạn trong cuộc sống của chúng ta, một sự gián đoạn đã mang lại nỗi đau cho một số người, khó khăn tài chính với nhiều người, và những thay đổi rất lớn trong cuộc sống hàng ngày của tất cả chúng ta. Nữ hoàng đã cầu khẩn Thiên Chúa toàn năng che chở mọi người và ra tay chấm dứt trận đại dịch coronavirus kinh hoàng mà bà khẳng định là do bàn tay độc địa của con người gây ra. Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân lên tiếng chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO. Sự phụ thuộc của Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO, vào Trung Quốc cũng là một trong những yếu tố dẫn đến đại dịch coronavirus kinh hoàng hiện nay. Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hương Cảng, đã nhận định như trên trong một bài đăng trên tờ Catholic Hero. Phản ứng của Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân đã được đưa ra sau khi các hành xử của ban lãnh đạo WHO gây bùng nổ trong dư luận tại Đài Loan và Hương Cảng.
Trong một cuộc phỏng vấn video diễn ra vào tuần trước với đài truyền hình Hương Cảng RTHK, Brooke Ayward, cố vấn chính của WHO tại Trung Quốc, đã từ chối bình luận về các biện pháp COVID-19 của Đài Loan và từ chối giải thích lý do tại sao WHO, một tổ chức lẽ ra phải phi chính trị, đã tìm mọi cách gạt đảo quốc này sang một bên và quyết liệt theo đuổi lập trường của bọn cầm quyền Bắc Kinh. Theo đó, Đài Loan chỉ là một tỉnh của Trung Quốc. Tại một thời điểm, bác sĩ Ayward thậm chí còn cúp máy, chấm dứt cuộc phỏng vấn một cách vô cùng bất lịch sự với người phỏng vấn mình là cô Thang Y Phương trước các câu hỏi do cô đưa ra. Khi người phóng viên gọi lại cho Ayward để cật vấn tiếp về tình hình tại Đài Loan, nhà dịch tễ học Canada liền tuôn ra một bài học thuộc lòng, không ngừng đánh giá cao những nỗ lực của bọn cầm quyền Trung Quốc, khoe khoang những cái mà ông ta gọi là thành tích sáng chói trên tất cả các lĩnh vực khác nhau của Trung Quốc, nhưng không hề đề cập đến một câu nào đến Đài Loan, là đối tượng chính trong câu hỏi của nữ ký giả người Hương Cảng. Cho đến nay, bọn cầm quyền Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn của Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc đã yêu cầu các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và WHO bác bỏ các yêu cầu trở thành một thành viên của Đài Loan, mặc dù quốc gia này vẫn giữ quan hệ ngoại giao với 14 quốc gia, trong đó có Tòa Thánh. Đức Hồng Y Du Xê Trần Nhật Quân là một nhà phê bình nổi bật chính sách của bọn cầm quyền Trung Quốc. Trên Twitter, Ngài chỉ trích các quan chức của WHO đã trốn tránh những câu hỏi như vậy và nói rằng điều đó khiến niềm tin của cá nhân Ngài và nhiều người trên thế giới vào tổ chức này là không thể có được. Cuộc tranh cãi về cuộc phỏng vấn với ký giả Hương Cảng diễn ra trong bối cảnh càng ngày càng có những chỉ trích gay gắt về mối quan hệ của WHO với Trung Quốc. Các quan chức WHO cố tình đánh giá cao Trung Quốc về tốc độ xác định virus và cởi mở trong việc chia sẻ thông tin, bất chấp các ý kiến trái ngược của công luận quốc tế và những thực tế không thể chối cãi được. Ngay trong nội bộ của tổ chức này cũng có sự mâu thuẫn trong đánh giá về Trung Quốc liên quan đến đại dịch coronavirus. Giáo sư John McKenzie, một chuyên gia của WHO từ Đại học Curtin tại Úc, cho rằng phản ứng của bọn cầm quyền Trung Quốc là đáng khiển trách. Trong tuyên bố hôm 2 tháng 4 về trách nhiệm của Cộng sản Trung Quốc đối với đại dịch coronavirus, Đức Hồng Y Charles Bohr nhắc cho mọi người nhớ rằng một mô hình dịch tễ học tại Đại học Southampton cho biết nếu Trung Quốc đã hành động có trách nhiệm sớm hơn dù chỉ 1, 2 hoặc 3 tuần, thì số người bị ảnh hưởng bởi virus sẽ được giảm thiểu lần lượt là 66%, 86% và 95%. Thất bại của nó đã gây ra một sự lây lan toàn cầu, giết chết hàng trăm ngàn người. Đức Hồng Y nói thêm, khi virus lần đầu tiên xuất hiện, nhà cầm quyền Trung Quốc đã bóp nghẹt tin tức này. Thay vì bảo vệ công chúng và hỗ trợ cho các bác sĩ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt những người tố giác phải im lặng. Tệ hơn nữa, khi các bác sĩ đã cố gắng báo động như bác sĩ Lý Văn Lương tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, là người đã đưa ra một cảnh báo cho các đồng nghiệp y khoa vào ngày 30 tháng 12. Cảnh sát đã ra lệnh cho họ phải ngưng ngay, không được đưa ra những lời bình luận sai trái. Bác sĩ Lương, một bác sĩ nhãn khoa 34 tuổi, đã bị răn đe là ông sẽ bị điều tra vì tội loan truyền tin đồn, và cảnh sát buộc ông phải ký một lời thú nhận. Sau đó, ông đã chết vì nhiễm coronavirus. Bàn về sự cởi mở trong việc chia sẻ thông tin của bọn cầm quyền Bắc Kinh, Đức Hồng Y đưa ra một sự thật không thể phản bác được. Một khi sự thật được biết đến, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ ban đầu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã bị Bắc Kinh lờ đi trong hơn một tháng trời. Và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới, mặc dù tổ chức này hợp tác chặt chẽ với chế độ Trung Quốc, ban đầu tổ chức ấy đã bị gạt sang một bên. Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm xây dựng mối liên hệ với Tổng Giám đốc WHO hiện tại
bác sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, thông qua những lời mời và tăng những khoản đóng góp cho WHO, đã gây lo ngại cho một số chuyên gia y tế. Điều này đã trùng hợp với sự hỗ trợ quá mới mẻ của WHO cho nguyên tắc một nước Trung Quốc, trong đó bác bỏ sự độc lập của Đài Loan. Đó là một sự thay đổi lập trường quan trọng đối với Trung Quốc mà WHO đã thông qua trong quá khứ. Trong thời gian bùng phát dịch SARS từ 2002 đến 2004, Tổng Giám đốc WHO lúc bấy giờ là bác sĩ Gro Harlem Brundtland đã lên án phản ứng chậm chạp của Trung Quốc và tính chất thiếu minh bạch, và năn nỉ rằng lần sau khi một cái gì đó kỳ lạ và mới mẻ xảy đến ở bất cứ nơi nào trên thế giới, xin cho chúng tôi đi vào nơi ấy càng sớm càng tốt. Và một trong những nghị quyết của WHO theo sau dịch SARS là Đài Loan đã được cấp tư cách quan sát viên tạm thời dưới cái tên Chinese Taipei, Đài Loan Trung Hoa. Đại dịch coronavirus kinh hoàng bùng phát tại Vũ Hán từ cuối tháng 11, mà đến ngày 16 tháng 2, các đại diện của WHO mới được vào Trung Quốc. Trong suốt thời gian đó và thậm chí cho đến nay, WHO chỉ nhại lại các con số báo cáo của Trung Quốc mà không hề kiểm tra. Trong suốt ròng rã 5 tháng trời, con số tử vong tại Trung Quốc chỉ bằng một nửa so với số tử vong trong vòng 3 tuần lễ tại Hoa Kỳ. Ban lãnh đạo hiện tại của WHO đã thẳng thừng gạt Đài Loan sang một bên trong trận đại dịch coronavirus. Điều này đã hạn chế quyền truy cập của Đài Loan vào các dữ liệu khoa học được chia sẻ. Các nhà chức trách Đài Loan đã lặp đi lặp lại những lời chỉ trích của họ đối với các hạn chế bất hợp lý của WHO trong việc chia sẻ thông tin liên quan đến đại dịch COVID-19 hiện nay. Bất kể tình trạng bị cô lập, Đài Loan đã đương đầu hiệu quả với cuộc khủng hoảng hiện nay. Chỉ có 355 trường hợp nhiễm virus được ghi nhận và 5 trường hợp tử vong do các biện pháp y tế công cộng được giám sát bởi Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân, một nhà dịch tễ học công giáo nổi tiếng. Khi Azure theo bọn cầm quyền Trung Quốc, ban lãnh đạo hiện tại của WHO đã buộc Đài Loan phải chiến đấu một mình. Đó là tội thứ nhất đối với đảo quốc này. Tội thứ hai đối với cả cộng đồng quốc tế là ngăn cản Đài Loan chia sẻ các kinh nghiệm quý báu của họ đối với thế giới trong trận đại dịch coronavirus kinh hoàng hiện nay. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.